không lỡ rồi. Alo. Dạ chị ơi, ngày nay chị có bé hồi chị không chị? À có em ơi. Dạ, em mới tiêm filler má được 10 ngày có lấy cho một được chị. Bình thường em. Dạ dạ, mấy khi mà ngoài nha. Ok em. Má nó một được cắn rồi chứ. Chị nghĩ sợ lắm. Cục này lâu lắm rồi nè. Cô đặt luôn rồi. Gần thành hóa thạch rồi. Dạ, dạ anh bị nghĩ ra. Có, mua anh đi. Đi đường có ngày rồi. Nghĩ ra có bớ nữa. Nhân đời. Cục nén lâu rồi, gần hóa thạch rồi, vàng gần như là kim cương một sọ rồi. Cái mặt này nãy đau chừng hết rồi, còn đau nữa rồi. Như khúc chỉ. Này mới đúng là mỡ gà nè. Con này chờ sang giờ. Trời chà, đúng mỡ luôn á. Xa xa gì bình thường. Đem đi xin để chị quay gỡ video qua đây xem. Nhìn nó hấp dẫn. Cục một cục nắng như cục mỡ gà thiệt luôn. Vàng vàng láng mỡ. Chỗ không đau, thằng kia nên có đau nè. Cái mặt không đau à? Đau mấy mũi đào ha, chả biết vừa ngon phê luôn nè. Ừ.
Tôi bị chặt tay luôn rồi đó. Tôi quẹo đầu luôn. Còn mấy thứ khác nữa kia. Tôi quẹo bánh. Còn hát nữa. Hát đâu để được sao. Được mấy quẹo đâu. Bắn cũng muốn thả tay luôn rồi. Chỗ này cắt nhé, nhưng còn trời vàng khè luôn. Ông có nạo rồi. Trời, cúc nén tờ. Quay để nó rơi quá, con mờ. Tóc mồ hôi luôn á, không nóng người ta hay là do mình gồng ta? Chắc do chị gồng á.
để đây mà nó tích rồi đấy. Cái cây nặng ngủ quá nha. Nó gì mới để một chỗ này mà. Thôi khỏi. Thôi tắt đi. Tắt đi xíu, nặng khác không được. Chỉ để một chỗ này mà nó đi đâu ta.